Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy to Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 5311 Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng Vé về Việt Nam giá rẻ gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn.com Thảo Yên. Hoàng Trung Thùy trả lại với tất cả quý khán thính giả từ cà phê sáng đến thời sự thế giới đầu tiên vẫn là dự báo thời tiết tại miền Nam California với Thảo Yên. Vâng thưa quý vị và thưa anh hôm nay là trời bắt đầu nóng rồi Cái nhiệt độ nó tăng lên hẳn so với mấy ngày trước Hôm nay đó, trung bình ở Westminster Garden Road là phải 86 đến 88 độ Còn riêng Riverside với lại San Bernardino là họ khuyến cáo nắng nóng bắt đầu từ hôm nay rồi Hôm nay ở những nơi đó là có thể gần 100 độ thưa quý vị à, Qua đến ngày mai đó ở Westminster Garden Road là phải 90-91 độ à, Và cái nhiệt độ như thế này nó giữ luôn phải qua đến hết thứ năm à, đến thứ sáu mới thấy là giảm được đôi chút thì à, trong 3 ngày liên tục trời sẽ rất là nóng thôi các bạn. Các số liệu từ Trung Quốc đã gây ảnh hưởng chung với các hoạt động kinh tế. Chúng ta cũng biết là Trung Quốc là nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới và vì thế khi mà nền kinh tế của Trung Quốc bị ảnh hưởng cũng kéo theo những các quốc gia khác trong đó kể cả Hoa Kỳ những quốc gia nào có mối quan hệ mậu dịch mặc dù bây giờ có những cái nỗ lực để um, tìm cách uh, thu hút các công ty Mỹ trở về uh, Hoa Kỳ uh, dưới thời của ông Biden uh, thế nhưng trong thời gian qua đã Hoa Kỳ vẫn tiếp tục À, nhập cảng những cái hàng hóa made in china mà một khi những cái hàng hóa này mà bán chậm đi mức sản xuất của trung quốc yếu kém trung quốc còn đang đương đầu với trận lũ lụt lịch sử nữa rồi sau covid người tiêu thụ của trung quốc bây giờ không có tiền để chi tiêu nữa rồi lĩnh vực địa ốc Trung Quốc đang đương đầu họa vô đơn chí rất nhiều các vấn đề về kinh tế. Họ nói thậm chí không tăng trưởng nổi trong năm nay nữa mà mức tăng trưởng về mức âm. Trước những cái tin tức này đã khiến thị trường thế giới bị ảnh hưởng trong ngày hôm nay và kể cả phía Hoa Kỳ nữa mặt hàng made in China thực ra vẫn tiếp tục được người Mỹ mua sắm. À, cho nên khi mà số hàng này không mua bán được nhiều nữa thì điều đó cũng gây ảnh hưởng đến tăng trưởng của các công ty thí dụ như amazon mặc dù amazon tuyên bố là họ đã bán nhưng mà cái mức lời nó không nhiều như những cái lần đại hạ giá trước đây các chương trình gọi là prime day đó thưa quý vị home depot vào ngày hôm nay tuyên bố là trong thời gian qua người mỹ vẫn tiếp tục đi mua vật liệu để tái thiết xây dựng làm đẹp căn nhà mới của mình và tin tức liên quan tới đám cháy ở hawaii cũng cho thấy nữa một nơi mà có thể nhập cảng xuất cảng hàng gần nhất với hawaii đó là california à, cảng los angeles sẽ là trung tâm của những cái mặt hàng chuyển về vật liệu cung cấp cho Hawaii để tái thiết là hai nạn. Cho nên vấn đề hiện nay đó là trong vòng 2 năm tới, chúng ta sẽ thấy rất nhiều các tàu hàng chở vật liệu xây dựng từ California sang Hawaii. Cho nên nhìn về tương lai vẫn là một tương lai tốt đẹp, đặc biệt là khu vực kinh tế địa phương của California. Nhưng mà ngày hôm nay thì Dow Jones xuống 268 điểm, à, sáng nay có lúc xuống tới 300 điểm. Nasdaq xuống 90, S&P 500 xuống 34 điểm. À, công trái phiếu à, 10 năm là 4,18. Đây là công trái phiếu cơ bản cho tiền lời mua nhà và tiền lời mua nhà 30 năm các món nợ à cho 30 năm thời gian qua đã tăng tới 7%, những người mà có tín dụng hơi kém kém một chút xíu là thấy thấy cao hơn nữa nhưng mà trung bình là 7% cho 30 năm. À công trái phiếu 5 năm là 4,3, 2 năm là 4,9. À dầu xuống 1 đồng 47 xem. À, mỗi một ngày mà Nga Putin mà thấy giá dầu giảm như vậy là than ơi bởi vì À, tình hình rất là tệ hại trong à, thời điểm này Dầu à, với à, việc Nga cần bán dầu thật nhiều để lấy tiền à, Xây dựng và đồng thời sản xuất vũ khí tiếp tục cuộc chiến với Ukraine Dầu à, 81 đồng vàng xuống một đồng tư ở mức 1942 đồng 60 cent Không thay đổi nhiều lắm so với ngày hôm qua và thưa quý vị vào ngày hôm qua thì đại bồi thẩm đoàn ở tại Fulton uh, Atlanta Georgia đã ra quyết định là truy tố ông Trump cùng với 18 cộng sự của mình tổng cộng 41 uh, cáo buộc trong đó riêng ông Trump là 13 tội liên quan đến nghi vấn là ông và 18 người này đó đã can thiệp vào cái kết quả bầu cử năm 2020 tại Georgia thì uh, bản cáo trạng dài 98 trang là uh, là cái cuộc điều tra do bà công tố viên quận Fulton là bà Fanny Willis bắt nguồn từ cái cuộc điện thoại ngày 2 tháng Giêng năm 2021 của ông Trump mà quý vị liên tục nghe được trong thời gian qua đó là ông Trump à, yêu cầu ông Brad Raffensperger tìm đủ à, cái số phiếu mà chỉ hơn chút đỉnh chút xíu thôi để mà đủ lật ngược lại cái kết quả bầu cử ở tại tiểu bang à, Georgia. Thế nhưng ông Raffensperger ổng từ chối cái cuộc điện thoại này đã bị ghi âm lại. Thì à, 18 bị cáo à, trong à, số này đó có những cái tên tuổi à, nổi bật như chẳng hạn quý vị nghe là cựu chánh văn phòng tòa Bạch ốc, ông Mark Meadows rồi à, mấy người luật sư mà liên tục là thân cận đồng minh mà trung thành nhất của ông Trump, Giuliani, John Eastman và Sidney Powell nữa. bên cạnh đó thì quý vị cũng nhớ là trong khoảng thời gian qua ông Trump vẫn đang bị truy tố với cái những cái vụ mà giữ tài liệu mật trái phép rồi vụ bạo loạn ở tại Capitol Hills, rồi chưa kể là làm giả hồ sơ khai mang kinh doanh thuế vân vân, bây giờ thêm cái vụ này nữa. Và À, bà công tố viên à, Willis tuyên bố à, ông Trump và các đồng phạm 18 nhân vật tất cả là 19 người đó với 41 tội danh sẽ có cho tới thứ sáu ngày 25 tháng 8 đúng 12 giờ trưa phải nộp mình <laughs> à, phải đến à, xuất hiện trình diện trước à, tòa để được à, thì bên họ chưa có phân tích được liệu là ông Trump có bị chụp hình hay không nhưng mà phần lớn á những người này những cái tên tội phạm á phải kêu phải trình diện á là đã đương nhiên chụp mất shot cầm tấm bảng ghi số um, bị can á bị cáo đó rồi uh, chụp hình thậm chí lăn tay rồi cồng tay trong trường hợp và bà tuyên bố nếu mà không xuất hiện thì lệnh truy nã sẽ được ban hành cho cả 19 người. Trong phần tin nổi bật chiều nay chúng tôi sẽ đề cập thêm chi tiết những tội trạng mà bên phía công tố nêu ra gần 100 trang và mỗi một nhân vật và chúng ta còn nhớ cái ngày mà sau cuộc bầu cử đó nhóm của ông Trump trong đó chúng ta nhớ là có 4 nhân vật luật sư trong đó có cô gái trẻ trẻ xinh đẹp hay cười cười đó thì cố cũng nằm trong danh sách những người bị truy tố bởi vì nhóm này tìm cách liên lạc với các nhân viên kiểm phiếu rồi tìm cách đi vào trong các máy tính phiếu để tìm cách thay đổi cái khó khăn ở đây cho phía ông trump và các cộng sự này đó là bằng chứng nó quá hiển nhiên bởi vì họ đã ghi nhận được cái máy ghi âm rồi cái phần trình bày của tiếng nói của ông trump nữa cũng như hình ảnh chụp được tại hiện trường của các nhân vật này xuất hiện rồi những cái lời qua tiếng lại của mcmedo cố vấn của ông trump nói như thế nào họ có đầy đủ các chi tiết kể cả text email điện thoại tất cả từ quý vị. À, trong khi đó những uh, diễn biến về tình hình của Ukraine cho thấy rằng trong uh, suốt thời gian qua các nỗ lực để uh, tổng phản công của Ukraine và bên phía nga nữa hai bên đều có những cái tuyên bố và chúng ta dựa vào những uh, phân tích của các chuyên gia tình hình để cho thấy rằng rất là khó bởi vì uh, Ukraine mặc dù đã nhận đầy đủ các uh, thiết bị, vũ khí vân vân. Thế nhưng cho đến giờ phút này, xem như cái những cái bước tiến của Ukraine nó rất là chậm chạp. Chưa kể đó là bên phía Nga họ đã có nhiều tháng trời. Bởi vì sao? Khi mà tổng phản công mà bên Ukraine cứ tuyên tiếp tục tuyên bố là sẽ tổng phản công thì bên phía nga họ có đầy đủ thì giờ để chuẩn bị cái kế hoạch đó và phòng vệ cho các khu vực mà họ đã chiếm đóng vì thế những cái tin tức chúng ta nghe hàng ngày đó thiệt hại cũng khá nặng về cho phía ukraine chưa kể là nga vẫn tiếp tục pháo kích bằng hỏa tiễn nhắm vào các thành phố của ukraine nữa số người thiệt hại số người bị thương trong vòng 2 ngày qua ngày hôm nay cũng thế có hai cô ca sĩ xuất hiện trên đường phố trong lúc đứng hát để mà ủy lạc tinh thần của những người dân Ukraine đó thì à, hỏa tiễn của nga đã rơi xuống à, rơi xuống trúng cái khu vực và giết chết hai cô gái đó chỉ là những cái thí dụ điển hình một đứa bé cũng chết trong tay của gia đình rồi à, nạn nhân à, bị thương trên một cái tòa nhà à, cho nên cái mối đe dọa của những cái hỏa tiễn Nga vẫn tiếp tục nhắm vào các thành phố lớn từ thủ đô Kiev đến Kharkiv và đến nhiều khu vực khác nữa. Ngược lại thì Ukraine trong những ngày qua vẫn tiếp tục sử dụng máy bay không người lái để tấn công vùng Crimea, tấn công các thành phố trong đó có vùng Donetsk. bakhmut Bắc Mốt chúng ta đã nghe thấy là lực lượng Wagner đã kiếm chiếm được Bắc Mốt nhưng mà thời gian vừa qua đã đến giờ phút này vẫn không có tin tức cho thấy rằng lực lượng như Ukraine cả một tháng trời qua vẫn chưa lấy được Bakhmut nữa, mặc dù họ đã tấn công lấy được một phần của Bakhmut rồi vùng Donetsk nữa, cho nên cái tình hình tổng phản công đến giờ phút này vẫn xem là chưa đạt được cái thành công như mong đợi. Và vì thế chúng ta cũng thấy rằng phía Tổng thống Zelensky cũng mệt mỏi và họ đang đưa ra các chiến lược và tìm kiếm các chiến lược mới làm thế nào để chọc thủng được cái phòng phòng vệ của phía Nga. Chúng tôi tiếp tục với các bạn tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo mời quý vị cùng theo dõi.